dạ yên tâm. Quá, mà không mình phải chụp chứ mình đang làm đội này phát biểu, đội này phát biểu cảm nghĩ gì đi khi giải vật thư nhanh nhất. Không quan chụp của bọn em để bọn em check in cái để đi làm vụ tiếp đó. Lấy cái tạm biệt các cái giảng đi. Đây. Okay. Cái giảng ở đâu? Rồi ok. Không được đâu. Thế thôi. Đây ban tổ chức này có mua một cốc được không? Xong rồi gặp đội nào chứ cản mình phát thì không biết làm gì nữa. Chứ cản thì mình bỏ qua câu hỏi. Đội mình có lời cơ mà. Nếu mà mình nhận được cái này thì mình được chứ cản. Đội bò mẹ cái ló. Bỏ tiền nằm mua một đống nước để uống thôi. Đấy anh uống. Tập này là ăn chặn đấy à. Nhanh đội kia đổi kịp bây giờ. Đội dẫn đầu.